Đến hẹn lại lên. Chào mừng anh em đam mê lịch sử đến với Hồi ức Thời Chiến, kênh chuyên kể về những câu chuyện lịch sử. Anh em xem là thích, click là nghiền. Anh em thân mến, chiến tranh nhân dân có thể nói là phương châm hoạt động và là chìa khóa dẫn đến chiến thắng cho quân đội nhân dân Việt Nam trong các cuộc chiến với những đối thủ mạnh hơn rất nhiều lần như Pháp, Mỹ hay Trung Quốc. Ở đó, một người dân bình thường ban ngày làm ruộng nhưng ban đêm vẫn có thể hóa thân thành một chiến sĩ du kích can trường, sẵn sàng đánh cho quân xâm lược phải đu càng. Nếu như quân Mỹ đã nếm mùi đau khổ với 1001 loại bẫy tại Củ Chi, thì quân Trung Quốc cũng phải khiếp sợ với lô đánh du kích độc nhất vô nhị của Việt Nam tại biên giới phía Bắc. Khi thậm chí chỉ một ông già 60 tuổi với một cái đài radio cũng có thể đánh tan tác cả đoàn xe của quân tàu. Vậy rốt cuộc ông cụ Việt Nam này có tài phép gì mà có thể đánh giặc bằng radio? Và ông là ai? Anh em hãy cùng tôi đi tìm hiểu ngay nhé. Theo đó, sự việc xảy ra vào buổi sáng ngày 23 tháng 2 năm 79. Quân đoàn số 13 quân đội Trung Quốc nhận lệnh cơ động để mở một cuộc tấn công quy mô lớn vào các đơn vị của bộ đội Việt Nam tại khu vực Cam Đường, bờ Tây sông Hồng. Một số đơn vị của sư đoàn 37 và 38 quân giải phóng nhân dân Trung Hoa bao gồm đại đội súng máy phòng không, đại đội súng cối 100 ly, đại đội pháo 82 ly và các phương tiện cơ giới hậu cần lần lượt được tập kết tại làng cách xa. Ngôi làng này có vị trí án ngữ bên cạnh một con đường lớn ở phía tây nam của điểm cao 250, nằm trong khu vực Cốc Lếu của tỉnh Hoàng Liên Sơn, Việt Nam. Phía đông nam của làng cách xa có một dãy dứa rất rộng. Cách không xa dãy dứa đó là trận địa của Trung đoàn Pháo binh thuộc Sư đoàn 38. Toàn bộ các xe của Trung đoàn đều tập kết men theo con đường lớn gần ngôi làng. Ngoài ra, toàn bộ vật tư, trang thiết bị hậu cần và lương thực, khí cụ của quân Trung Quốc cũng đều được tập trung tại đây. Hàng trăm chiếc xe cùng với lượng khí tài lớn như vậy trong một khu vực nhỏ lại không bị cản trở bởi địa hình, địa vật nên nghiễm nhiên trở thành mục tiêu rất dễ thấy. Cách đó không xa là những vị trí đang diễn ra giao tranh ác liệt giữa Việt Nam và Trung Quốc. Khi Trung đoàn 112 mở các cuộc tấn công nhắm vào quân ta tại các điểm cao 219 và 369, còn Trung đoàn 439 thì đánh vào điểm cao 439. Toàn bộ khu vực tập kết của quân Trung Quốc hoàn toàn nằm trong tầm bắn của pháo binh Việt Nam. Và nếu muốn, bộ đội Việt Nam hoàn toàn có khả năng giã đạn vào đây bất cứ lúc nào. Thế nhưng chuyện gì đến cũng phải đến, nỗi lo sợ của quân Trung Quốc đã trở thành hiện thực. Vào đúng 13 giờ 30 phút trưa, một vài quả đạn pháo bất ngờ tìm đến đúng vị trí tập kết. Trong tích tắc, đã làm nổ tung một chiếc xe chở đạn dược đậu ở sát ngôi làng cách xa. Đội ngũ binh sĩ Trung Quốc lập tức rối loạn. Ngay sau đó là hàng loạt cuộc tấn công của pháo binh Việt Nam nhắm vào khu vực này. Đạn pháo bay ầm ầm trên trời, lốp xe bị bắn nổ văng tứ tung xuống dãy dứa. Ngôi làng nhỏ vốn trong mấy ngày qua vẫn là một nơi đóng quân yên tĩnh, bỗng chốc trở thành bãi chiến trường với tiếng đạn pháo, tiếng la hét và tiếng nổ. Biển lửa nhanh chóng bao trùm toàn bộ khu vực, thậm chí còn có khói trắng bốc lên. Các sĩ quan chỉ huy Trung Quốc ẩn nấp trong các hang đá gần đấy, quan sát thấy khói trắng thì nhầm tưởng bộ đội Việt Nam sử dụng vũ khí hóa học, nên ra lệnh cho toàn quân nhanh chóng đeo mặt nạ phòng độc vào. Trong lúc nước sôi lửa bỏng mà còn phải đeo một thứ nặng nề và cồng kềnh đến vậy, đội ngũ của quân Trung Quốc cực kỳ rối loạn và mất bình tĩnh, chịu thương vong không nhỏ cả về người và của. Lúc này Trung đoàn trưởng Trung đoàn 112 Trần Mẫn Hưng đang ở trong bong ke của sở chỉ huy cơ bản của Trung đoàn, tay cầm kính viễn vọng quan sát 4 đợt tấn công liên tiếp của quân Trung Quốc vào điểm cao 219 theo hướng đông nam. Tiếng nổ từ phía làng cách xa thu hút sự chú ý của ông này. Liền ngay sau đó là một liên khúc remix tổng hợp tiếng nổ của lựu đạn, đạn pháo, thuốc nổ và nhiên liệu ô tô không ngớt vang lên. Một buổi trình diễn âm thanh ánh sáng thực sự với tiếng nổ đình tài nhức óc và cả những vòm lửa khổng lồ bay lên không trung, khói trắng dày đặc che khuất cả mặt trời. Ông trung đoàn trưởng này ngay lập tức triệu tập cấp dưới để hỏi han sự việc. Các sĩ quan phụ tá lục tục mở bản đồ ra xem hướng vụ nổ rồi buồn bã báo cáo. Chỗ này chắc gần vị trí trận địa pháo binh của sư đoàn 38. Tại đây tổng cộng có gần 100 chiếc xe của các đại đội súng cối, pháo phòng không và hậu cần đang tập kết, chờ lệnh sẵn sàng chiến đấu. Trung đoàn trưởng nghe vậy lắc đầu ngao ngán. Thế thì nguy to rồi. Quay trở lại trận địa Trung Quốc đang bị pháo binh ta tập kích. Trên những con đường ven làng cách xa, các binh sĩ lái xe Trung Quốc đang cố gắng giải cứu đồng đội và những chiếc xe còn lành lặn. Bất chấp khói bụi cuồn cuộn, những đám cháy dữ dội và những mảnh đạn, mảnh vụn, bụi cát sỏi nổ bay đầy trời.
đám lính Trung Quốc này vẫn nhận được lệnh bằng mọi giá phải cứu được khí tài càng nhiều càng tốt. Nhiều chiếc ô tô được di chuyển ra khỏi trận địa một cách vội vã, đến mức khi đang chạy trên đường, xe vẫn còn bốc khói nghi ngút. Thậm chí có nhiều chiếc đang chạy thì bình xăng bất ngờ phát nổ, bốc cháy ngùn ngụt khiến tài xế bỏ mạng luôn bên trong xe. Trong quang cảnh hỗn loạn đó, tiểu đội lái xe của đại đội súng cối 100, trung đoàn 112 đã tạo nên một kỳ tích nhỏ khi sơ tán được đến 7 xe ra khỏi khu vực nguy hiểm còn nguyên vẹn, nguyên hình nguyên khổ, không rách rời chắp vá lại. Quân sự Trung Quốc sau này ghi lại, người có công lớn nhất trong việc này là tiểu đội trưởng Lỗ Sĩ Thanh. Trước chiến tranh, Sĩ Thanh được điều động từ đại đội 2, trung đội 1 của trung đoàn xe 13. Vốn là người được đào tạo bài bản, lại là tiểu đội trưởng nên có kinh nghiệm lái xe trong nhiều môi trường khắc nghiệt khác nhau. Chính nhờ Thanh điều phối mà toàn bộ tiểu đội mới đưa được 7 chiếc xe ra ngoài. Sau khi Lỗ Sĩ Thanh dẫn 7 chiếc xe cùng đại đội súng cối 100 ra khỏi làng cách xa, tay này cuống xe, leo lên một sườn đồi bên kia đường để quan sát trận địa, nơi vừa ăn no đạn cối Việt Nam. Khu vực này một bên là núi và một bên là ngôi làng nhỏ, được bao quanh bởi những cánh đồng lúa và dãy dứa, được ngăn cách và nằm đối diện nhau qua một con đường cái. Gần 100 chiếc xe Trung Quốc chen chúc nhau trong khu vực dài và hẹp này. Xe nối đuôi nhau chẳng khác gì tắc đường ở Trường Chinh, không thể nào di chuyển nhanh nếu có biến. Thêm nữa, trong làng có nhiều cây to, bóng râm mát tỏa, nên binh sĩ Trung Quốc thường đánh xe đến đậu dưới tán cây. Quây vào nhau khiến khả năng cơ động bị giảm. Sĩ quan Lỗ Sĩ Thành kết luận, đành rằng đậu dưới gốc cây có thể cản nắng buổi trưa. Nhưng người đậu chưa bao giờ nghĩ rằng bóng cây không cản được đạn pháo. Mấy ông tàu ngay cả lúc nguy cấp cũng có thể vắt vẻ được anh em ạ. Sĩ Thanh quan sát thêm một lúc, rồi từ trên sườn đồi chạy xuống, nói với cả tiểu đội. Chúng ta nên đánh xe đến vị trí cách làng xa hơn, sẽ thuận tiện để cơ động. Mặc dù đậu xe dưới trời nắng sẽ rất nóng, nhưng nếu có trường hợp khẩn cấp thì dễ sơ tán hơn. Đến đây thì cũng chán ngán với kỷ luật của quân đội Trung Quốc, anh em ạ. Binh sĩ mà sợ nắng, cứ như là mấy chị đi ngoài đường dừng đèn đỏ cũng phải tấp xe vào bóng râm ấy. Nhờ chiến công giải cứu đoàn xe, ngày 2 tháng 3, ban lãnh đạo trung đoàn 112 thảo luận và quyết định tặng cho đội lái xe của Lỗ Sĩ Thanh bằng khen tập thể hạng nhì. Sau khi vụ tấn công ác liệt kết thúc, làng cách xa lại trở nên vô cùng yên tĩnh. Các chỉ huy Trung Quốc lúc này mới từ từ chui ra khỏi vị trí ẩn nấp trong các hang đá, thì thấy ngôi làng dập bóng cây cối, ban đầu giờ đây đã gần như bị thiêu rụi và san bằng. Chỉ còn lại vài ngôi nhà hoang tàn, cây cối thì cháy xém, xe cộ nổ tan tành, bốc khói nghi ngút. Xác người nằm la liệt, lương thực thực phẩm văng tung tóe khắp mọi nơi, khung cảnh nhìn chung là cực kỳ thảm thương. Nhưng là cái kết xứng đáng cho quân xâm lược. Sau này quân sự Trung Quốc thống kê lại, trận pháo kích của bộ đội Việt Nam đã làm hỏng 41 xe ô tô, 6 khẩu pháo và súng máy phòng không, 7 binh sĩ Trung Quốc thương vong. Tất nhiên những trận pháo kích bất ngờ của quân Việt Nam vào đội hình quân Trung Quốc là không hề hiếm. Nhưng điều đặc biệt của trận đánh này khiến các chỉ huy Trung Quốc bất ngờ và tức sôi máu. Đó là người chỉ điểm cho quân Việt Nam bắn vào làng cách xa là một ông già. Và quân Trung Quốc lại ra đã tránh được trận tập kích trên nếu như không quá chủ quan mà bỏ qua ông cụ này. Trước đó vào ngày 21 tháng 2, tức là chỉ 2 ngày trước cuộc tấn công, sở chỉ huy cơ bản của trung đoàn 112 hành quân đến phía tây bắc của làng cách xa và dừng chân khảo sát tại một vị trí cách làng chưa đầy 1 km vì phát hiện một số ngôi nhà khả nghi. Trung đội trưởng bảo vệ Lã Khôn Đồng lo ngại rằng quân Việt Nam có thể ẩn nấp trong nhà để đánh lén, nên đã ra lệnh cho binh sĩ lục soát kỹ lưỡng. Sau một hồi tìm kiếm, quân Trung Quốc không tìm thấy bộ đội Việt Nam nào ngoại trừ một ông già khoảng 60 tuổi. Trong nhà ông cụ này có một căn hầm, trong hầm có một chiếc radio xuất xứ Trung Quốc. Ngoài ra không có dấu hiệu khả nghi nào khác. Có lẽ nhìn thấy hàng hóa xuất xứ từ quê hương nên đám lính Trung Quốc nảy sinh chủ quan, liền bỏ qua mà chẳng hề nghi ngờ rằng đây chính là thứ sẽ đem lại tai họa cho chúng sau này. Sau này đám sĩ quan xâm lược mới ngã ngửa rằng ông già hôm trước còn cười hề hề với chúng, hôm sau lại chính là người chỉ dẫn cho bộ đội Việt Nam pháo kích vào làng cách xa. Trưa ngày 23, đoàn xe bị tấn công, cụ ông đã nấp trong hầm, dùng chiếc điện đài liên lạc đã được ngụy trang thành đài radio để phát tín hiệu cho pháo binh Việt Nam tấn công, gây tổn thất nghiêm trọng cho quân đội Trung Quốc. Sau khi hành động đã bị bại lộ, cụ ông ngay lập tức bỏ trốn nhưng không thoát được sự truy đuổi của quân Trung Quốc và hy sinh anh dũng. Danh tính của cụ ông dũng cảm và mưu trí này về sau không được tiết lộ. Qua câu chuyện trên chúng ta hiểu được rằng
nếu nói về khả năng ngụy trang, độ chế vũ khí, Việt Nam nhận thứ hai thì không ai dám nhận thứ nhất. Nhưng nổi bật hơn cả là tấm lòng yêu nước, lòng can đảm đánh giặc của cụ ông chưa biết tên kia. Chính những con người nhỏ bé đó đã làm nên những cú đánh bất ngờ, góp phần vào chiến thắng chung của quân đội nhân dân Việt Nam. Một đội quân sinh ra từ nhân dân, vì nhân dân mà chiến đấu. Ngay từ những ngày đầu của cuộc chiến, nhân dân Việt Nam đã thấm thía sự tàn ác của quân xâm lược Trung Quốc. Trong khi quân lực chủ lực của ta đang giúp nước bạn Campuchia thoát khỏi nạn diệt chủng của bè lũ Pol Pot, thì quân xâm lược Trung Quốc lại ồ ạt tràn qua biên giới phía Bắc Việt Nam để dạy cho Việt Nam một bài học theo lời Đặng Tiểu Bình. Với lý do được họ biện hộ là phản kích tự vệ một cách trớ trẽn, mà mãi sau này người dân Trung Quốc mới hiểu được bản chất cuộc chiến phi nghĩa này. Quân xâm lược Trung Quốc không chỉ giết hại vô số dân thường mà còn cướp bóc, đập phá nhà cửa làng mạc. Tội ác của chúng quả là trúc rừng không ghi hết tội, nước biển không rửa sạch mùi, như Nguyễn Trãi đã phẫn nộ lên án quân xâm lược nhà mình phương Bắc cách đây hơn 5 thế kỷ. Ở hướng Cao Bằng, hai quân đoàn tăng cường của Trung Quốc hình thành hai cánh quân lớn từ phía Tây Bắc theo đường Thông Nông đánh xuống và từ phía Đông Bắc qua Thạch An, Quảng Hòa đánh lên nhằm hợp điểm ở thị xã Cao Bằng. Với ông Lý Văn Dư, bản Bùng, xã Danh Sĩ, Thạch An, Cao Bằng, trước khi xảy ra sự kiện ngày 17 tháng 2 năm 79, thì ông cũng như bao người dân khác ở sát biên giới chỉ nghĩ rằng quan hệ giữa hai nước dù có căng thẳng, nhưng cùng là anh em cả, ai lại nợ bán nhau, thế mà. 5 giờ sáng ngày 17 tháng 2, ông Dư cùng mọi người choàng tỉnh khi khắp nơi có tiếng hô hoán. Tàu đánh rồi, tàu đánh rồi. 9 giờ sáng, xe tăng Trung Quốc tràn ngập thị trấn Đồng Khê. Những người dân miền biên viễn, chả ai kịp gói ghém đồ đạc, mạnh ai nấy chạy, tìm đường sống bằng cách chui vào hang hốc, vào rừng. Khi nhìn thấy những con quái vật có bánh xích, cứ thế điên cuồng nhả đạn. Lúc đầu chúng vẫn mị dân, dân vận trấn an chúng tôi rằng chúng chỉ sang dạy cho Việt Nam một bài học, chứ không làm bất cứ hành động gì gây phiền hà, nhũng nhiễu, thậm chí còn đòi cung cấp gạo, thuốc men cho dân. Tuy nhiên sau khi gặp phải những sự phản kháng mạnh mẽ trên đất Cao Bằng, chúng cay cú, cáu tiết, chuyển sang phá hoại toàn bộ, giết dân, đốt phá, cướp đoạt gia súc, vô kỷ luật, chả khác gì một đám sơn tặc, quân phỉ, quân phiệt. Ông Nguyễn Văn Dịch, một người dân ở thành phố Cao Bằng cho biết. Bà Lương Thị Bắc, Hà Quảng, Cao Bằng kể lại. Quân bành trướng sang bắn giết, bà cùng mọi người trong bản chỉ biết cắm đầu cắm cổ chạy. Nhưng chúng đâu có tha. Lỡ đoàn người chạy loạn xui xẻo gặp phải lính Trung Quốc, y như rằng chúng cứ thế xả thẳng súng đạn vào đám đông, đâu cần biết đó là dân hay là bộ đội. Sau khi quân Trung Quốc rút hết qua bên kia biên giới, người dân mới run rẩy trở về thì chả còn bất cứ cái gì nguyên vẹn. Bệnh viện, trường học vỡ nát, nhà cửa thì sụp đổ, xác người thì vương vãi, cháy đen, mùi tử khí bốc lên khắp nơi. Gia đình họ ly tán, người mất, người còn. Bà Ngọc Thị Thuộc ở Trùng Khánh, Cao Bằng, sau hành trình sơ tán thì quay về tìm mẹ già. Nhưng tìm gọi suốt hồi lâu, chỉ nghe thấy tiếng chó sủa và tiếng lợn hộc. Thì ra chó và lợn đang giành nhau ăn thịt người mẹ khốn khổ của bà Thuộc. Cụ bà bị lính Trung Quốc chặt ra làm 4 khúc, đầu văng một nơi, thân rời 2 khúc nằm sau vườn, chân bị quẳng ra ngoài cổng cạnh đường châu bò đi. Cạnh xác cụ, dân quân tìm thấy một thanh mã tấu còn vết máu đen sẫm. Mọi người ở tổng trúc kinh hoàng khi nhìn thấy dưới cái giếng cổ là 43 xác chết phụ nữ, trẻ em. Phần lớn là những công nhân của trại lợn Đức Chính và một số dân thường. Họ toàn bị hành quyết bằng dao, búa, gậy gộc. 38 năm sau, tấm bia ghi nhớ tội ác thảm sát vẫn còn đó. Theo một số tư liệu lịch sử, hướng Cao Bằng, cả hai cánh quân ngay từ lúc tràn qua biên giới đã bị bộ đội địa phương và dân quân Cao Bằng tổ chức đánh chặn. Cánh quân Tây Bắc qua ngã Thông Nông dựa vào sức đột phá của xe tăng bị chặn đứng tại Hòa An. Cánh quân Đông Bắc cũng bị đánh quyết liệt ở Thạch An và Quy Thuận, bị chặn đứng trên đường số 4. Mũi đánh vào Trà Lĩnh, Phục Hòa gồm hai sư đoàn nhằm chiếm đèo Mã Phục, Khâu Chia cũng bị lực lượng vũ trang địa phương phản kích, xé tan đội hình, bỏ chạy về bên kia biên giới. 3 ngày đầu, quân Trung Quốc Cao Bằng đã bị thiệt hại 4 tiểu đoàn, bị phá hủy hàng chục xe tăng, xe bọc thép và buộc phải đưa lực lượng dự bị vào vòng chiến. Trên trận địa phòng ngự tại đồi Khâu Chỉa, các lực lượng của Việt Nam đã chặn đứng một sư đoàn Trung Quốc trong 12 ngày, diệt hơn 4.000 lính. Khi các đơn vị đứng chân ở biên giới phía Bắc hoàn thành nhiệm vụ chặn đứng quân Trung Quốc, không cho chúng tiến sâu vào lãnh thổ Việt Nam, thì các quân đoàn chủ lực bắt đầu tiến lên phía Bắc tham chiến. Phía Trung Quốc đã nhanh chóng nhận rõ tình hình, phải nhanh chóng rút lui, nếu không thương vong của chúng sẽ cực lớn.
khi quân chính quy xịn của Việt Nam, ai nấy đều thiện chiến, từng qua nhiều chiến trường gian khổ, khốc liệt. Ngày 5 tháng 3 năm 1979, Trung Quốc tuyên bố hoàn thành mục tiêu chiến tranh rồi nhanh chóng rút hết quân về nước. Với những người dân thường trong sự kiện ngày 17 tháng 2 năm 79 thì như thế nào? Khi tận mắt nhìn thấy những hành động dã man, hung tàn của quân xâm lược, họ hiểu rằng những chiêu bài mị dân, chiêu an của lính Trung Quốc chỉ là phét lác. Quá căm phẫn, họ cầm súng đứng lên chiến đấu bảo vệ cuộc sống bình yên trên quê hương mình. Ông Nông Kim Việt ở xã Danh Sĩ, ngay ngày đầu tiên đã vác súng ra đồi chè phía sau bản phục kích địch. Rồi liên tiếp những hôm sau đó, mỗi ngày một địa điểm, lúc thì ông Việt đi một mình, lúc thì cùng với những thanh niên trong bản, lính Trung Quốc không biết thế nào mà lần. Tính ra, suốt một tháng cho đến lúc chúng rút về nước, ông Việt đã chiến đấu hơn 10 trận, bắn hạ 50 tên lính Trung Quốc, trở thành một huyền thoại sống miền biên giới Cao Bằng, khiến cho những tên Trung Quốc xâm lược phải khiếp hãi, vì không biết từ đâu ra lại có một người nông dân bắn súng cừ khôi như thế. Ông Lý Văn Dư, bản Bùng, Danh Sĩ Thạch An, Cao Bằng, lúc đó trong tay không có một tấc sắt, phải trốn trong hang đá. Đến khi nhặt nhạnh được 29 viên đạn, cả bản lại chỉ có mỗi một khẩu súng. Khi biết tin quân Trung Quốc lại càn quét, ông lặng lẽ mai phục ở con đường lớn dẫn ra cửa khẩu Đức Long. Trận đấu, ông tiêu diệt 13 tên địch, bắn bị thương một loạt tên khác. Về sau, ông được cử đi dự đại hội mừng công của tỉnh ngày 20 tháng 4 năm 79. Và còn rất nhiều huyền thoại sống nữa ở miền biên viễn Cao Bằng. Dù những người này tóc xanh đã thành đầu bạc, họ vẫn luôn khẳng định rằng bản thân mình chỉ là dân, không một tấc sắt, nhưng vẫn luôn sẵn sàng đứng lên chống trả quân xâm lược, bọn cướp nước. Bởi họ chỉ mong muốn có được một cuộc sống bình yên, vui thú với gia đình, bản làng, hăng say lao động và xây dựng cuộc sống ấm no. Có ai mong muốn chiến tranh? Chúng tôi thực hiện video này không nhằm khơi gợi lại quá khứ hay kích động thù hằn dân tộc. Chúng ta cần phải có cái nhìn chính xác, chân thực, khách quan hơn về lịch sử thông qua lăng kính của những người dân. Họ là những người trực tiếp trải qua giai đoạn đau thương đó. Họ đã sống, đã chiến đấu để bảo vệ quê hương mình trước những kẻ xâm lăng. Để biết rằng từ những đau thương mất mát, chúng ta cần trân trọng hơn những gì đã có ở hiện tại, là hòa bình, là ổn định, là cuộc sống mới. Điều mà cả nhân loại luôn hướng đến, bởi chiến tranh là một con quỷ dữ. Kết thúc cuộc chiến tranh biên giới phía Bắc năm 1979, Việt Nam ta tuyên bố mặt trận Lạng Sơn, diệt 19.000 lính Trung Quốc, phá hủy 76 xe tăng, xe thiết giáp và 52 xe quân sự, 95 khẩu pháo cối và dàn phóng hỏa tiễn, tiêu diệt và đánh thiệt hại nặng 3 trung đoàn, 4 tiểu đoàn. Mặt trận Cao Bằng, diệt 18.000 lính Trung Quốc, phá hủy 134 xe tăng, thiết giáp và 23 xe quân sự, tiêu diệt và đánh thiệt hại nặng 7 tiểu đoàn. Mặt trận Hoàng Liên Sơn, Lào Cai, diệt 11.500 lính Trung Quốc, phá hủy 66 xe tăng, thiết giáp và 189 xe quân sự, tiêu diệt và đánh thiệt hại nặng 4 tiểu đoàn. Mặt trận Quảng Ninh, Lai Châu và Hòa Tuyên, Hà Giang, diệt 14.000 lính Trung Quốc, phá hủy 4 xe tăng, thiết giáp, 6 xe quân sự, tiêu diệt và đánh thiệt hại nặng 3 tiểu đoàn. Cuộc chiến cũng đã gây ra những thiệt hại nặng nề về kinh tế cho Việt Nam. Các thị xã Lạng Sơn, Cao Bằng, thị trấn Cam Đường bị hủy diệt hoàn toàn. 320 trên 320 xã, 735 trên 904 trường học, 428 trên 430 bệnh viện, bệnh xá, 41 trên 41 nông trường, 38 trên 42 lâm trường, 81 xí nghiệp, hầm mỏ và 80.000 hecta hoa màu bị tàn phá. 400.000 gia súc bị giết và bị cướp. Khoảng một nửa trong số 3,5 triệu dân bị mất nhà cửa, tài sản và phương tiện sinh sống. Để được Liên Xô tăng cường viện trợ, từ 27 tháng 3 năm 1979, Việt Nam quyết định cho tàu quân sự Liên Xô đóng ở cảng Cam Ranh. Về phía Trung Quốc, cuộc chiến ngắn ngày đã tiêu tốn của nước này khoảng 1,3 tỷ đô la và làm ảnh hưởng lớn tới quá trình cải tổ kinh tế. Về lâu dài, cuộc chiến mở đầu cho hơn 10 năm căng thẳng trong quan hệ và xung đột vũ trang dọc biên giới giữa hai quốc gia, buộc Việt Nam phải thường xuyên duy trì một lực lượng quân sự khổng lồ dọc biên giới, gây hậu quả xấu đến nền kinh tế. Sinh hoạt và sản xuất của người dân vùng biên giới bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Ngoài ra, nhiều cột mốc biên giới cũng bị quân Trung Quốc phá hủy, gây khó khăn trong việc hoạch định biên giới sau này. Riêng với Trung Quốc, mỗi người dân Việt Nam đều hiểu rằng dã tâm xâm lược nước Nam vẫn luôn thường trực trong đầu giới lãnh đạo Bắc Kinh. Không được phép lãng quên cuộc chiến năm 1979 cũng là cách để chúng ta có thêm sự cảnh giác cao độ, sẵn sàng đứng lên chống giặc phương Bắc
giống như người nông dân bán tỉa hạ 50 lính Trung Quốc năm nào. Việc xảy ra cuộc chiến tranh biên giới ngày 17 tháng 2 năm 79 do Trung Quốc phát động, nguyên nhân chủ yếu là do phía Trung Quốc. Họ xứng đáng nhận sự lên án mạnh mẽ, bởi vì dù cho có bất đồng quan hệ hai nước, Trung Quốc không thể mang quân đi đánh một nước láng giềng, từng là đồng minh của Trung Quốc, với một câu nói của Đặng Tiểu Bình là dạy cho Việt Nam một bài học. Suốt 35 năm qua, Trung Quốc không lúc nào ngừng tuyên truyền trong nội bộ về cuộc chiến tranh biên giới. Các bài báo, các tác phẩm văn học, các tác phẩm điện ảnh đều nêu lên một điều là họ đã thắng lớn trong cuộc chiến đó. Nhưng riêng năm nay, mạng Nhân dân Trung Quốc lần đầu tiên đăng tải một bài viết: cuộc đánh trả tự vệ thảm liệt năm 79, quân đội Trung Việt trong 19 ngày đều bị tổn thất và thương vong 50.000 người. Sau đó bài này được mạng Phượng Hoàng đăng lại. Tức là lần đầu tiên Trung Quốc thừa nhận rằng trong cuộc chiến tranh trong 20 ngày đầu tiên, tổn thất về người của cả hai bên là như nhau, khác hoàn toàn với quan điểm trước đó là Trung Quốc đã thắng cuộc chiến tranh đó. Như vậy, đấy là sự thực mà trước đây họ che giấu nhân dân Trung Quốc, và họ cuối cùng phải thừa nhận rằng đây là cuộc chiến tranh giật đẫm máu. Có thể thấy với sự phát triển của mạng xã hội, việc người dân Trung Quốc có cơ hội được tiếp xúc với nhiều nguồn thông tin đa dạng hơn đã khiến cho chính quyền Bắc Kinh gặp khó khăn trong việc nhồi sọ và lừa bịp dân chúng về chiến tranh biên giới năm 1979. Hy vọng chúng cũng sẽ rơi vào tình cảnh tương tự khi nói về chủ quyền các quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa, và sớm muộn gì người dân Trung Quốc cũng nhận ra đâu mới là sự thật. Và thời lượng dành cho video ngày hôm nay của chúng tôi cũng xin được tạm dừng tại đây. Cảm ơn anh em đã ở lại đến phút cuối cùng. Mời anh em xem thêm những video hay nhất của Hồi ức Thời Chiến đang được hiển thị trên màn hình nhé. Xin chào.